Thưa quý vị, lại thêm một vụ việc chống người thi hành công vụ nữa mới xảy ra tại thủ đô Hà Nội. Chỉ vì một lỗi vi phạm nhỏ mà tài xế sẵn sàng tăng ga bỏ chạy như một hung thần trên đường phố. Rất may là nhiều người dân dũng cảm đã đồng hành, giúp sức cho lực lượng công an ngăn chặn kịp thời lái xe này, nếu không thì hậu quả sẽ không lường trước được. Cư dân mạng cho rằng trong một xã hội văn minh thì mọi hành vi nguy hiểm nơi công cộng đều phải được trấn áp mạnh tay, và đây cũng là bài học cho những ai còn có tư tưởng coi thường pháp luật và tính mạng của những người xung quanh. Phạt nặng và truất quyền lái xe vĩnh viễn. Tài xế kiểu này nếu còn chạy sẽ gây tai nạn nhiều. Trường hợp này phải xử lý thật nặng, quá coi thường tính mạng người khác, liều thật. Bản chất côn đồ lộ rõ. Tài xế này quá manh động, đã sai rồi càng sai. Đó là cảm xúc của cư dân mạng khi chứng kiến hành vi bỏ chạy của tài xế xe bán tải. Trước đó vào khoảng 14 giờ 10 phút ngày 15 tháng 3, khi bị công an phường kiểm tra vì lỗi dừng đỗ sai quy định trên phố Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, không xuất trình giấy tờ và tìm cách xin bỏ qua vi phạm nhưng không được, lái xe này đã lên xe bỏ chạy. Hơn 10 km tháo chạy, lái xe này đã đâm vào nhiều người đi ô tô và xe máy trên đường Trương Định, Giải Phóng, Nguyễn Xiển. Bức xúc trước những vi phạm của tài xế, cư dân mạng cho rằng pháp luật là cần phải thượng tôn, nếu không sẽ còn tồn tại tư duy chống đối lực lượng thi hành công vụ và gây mất an toàn xã hội. Các kiểu tội trong tội xuất phát từ dùng chất cấm, xin đừng tha nữa, hãy tước giấy phép lái xe vĩnh viễn, đi đâu, làm gì thì đi bộ, dùng xe đạp cho an toàn xã hội. Biển số xe này còn hai lần vi phạm ở Cao Bằng và Hà Tĩnh, cần xử thật nặng những trường hợp như này để giữ kỷ cương phép nước và an toàn cho mọi người. Những hành vi này cần tước bằng vĩnh viễn hoặc hủy bằng, 5 năm sau mới cho thi lại thì mới biết sợ. Vi phạm bình thường mà đã côn đồ kiểu này thì chẳng may gây tai nạn sẽ ứng xử như thế nào nữa. Chứng kiến sự manh động liều lĩnh của lái xe bán tải, rất đông người dân cũng đã hỗ trợ lực lượng công an truy đuổi, bắt giữ tài xế vi phạm. Hiện công an quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự tài xế xe bán tải là Lê Tiến Dũng, 37 tuổi, quê Nam Định, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Thêm vào đó, kiểm tra ban đầu xác định Dũng dương tính với ma túy. Bên cạnh việc lên án và đề nghị mức phạt kịch khung đối với Lê Tiến Dũng, cư dân mạng cũng dành lời khen ngợi sự dũng cảm và trách nhiệm của người dân khi chung tay cùng lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. May quá các anh công an, tài xế xe ôm công nghệ và người dân hỗ trợ chặn xe và buộc tên này dừng xe, nếu không hậu quả còn thảm khốc đến chừng nào. Bạn nam đi xe máy dũng cảm quá, đáng hoan nghênh. Thanh niên kia dùng con SH đỏ đời mới chặn con bán tải mà nhìn xót quá. Tuy nhiên cũng có ý kiến băn khoăn về hành động đập vỡ kính xe của người dân để bắt giữ Lê Tiến Dũng. Còn theo luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, sau khi gây hư hỏng xe công vụ, Lê Tiến Dũng bỏ chạy và gây ra hàng loạt vụ va chạm khác. Người này còn dương tính với ma túy. Với bối cảnh đó, nếu không ngăn chặn kịp thời, sức khỏe, tài sản của người tham gia giao thông có thể sẽ tiếp tục bị xâm phạm. Việc người dân đập kính xe, lôi người này xuống để cơ quan chức năng bắt giữ là tình huống bắt người phạm tội quả tang, có thể xem là tình tiết cấp thiết, không phải là tội phạm. Việc hỗ trợ lực lượng công an bắt giữ người vi phạm là hành động đáng biểu dương. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng cho rằng hiện nay có nhiều biện pháp để truy bắt nguội kẻ xấu như trích xuất camera trên đường, camera an ninh trước nhà dân, chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội, kêu gọi cộng đồng vào cuộc. Vì vậy, người dân không nên bằng mọi giá truy đuổi kẻ xấu, mà phải lượng sức và bảo vệ an toàn cho mình và những người xung quanh. Tại trụ sở công an, tài xế này bộc bạch bản thân đã nhận thức được hành vi, ăn năn hối lỗi và thành khẩn khai báo. Nhưng đã quá muộn màng khi việc vi phạm giao thông đơn giản bị xử phạt hành chính thì giờ đã thành án hình sự. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những ai còn có ý định ngông cuồng coi thường pháp luật và tính mạng sức khỏe của những người xung quanh. Còn bạn, quan điểm của bạn về vấn đề này như thế nào? Hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của Truyền hình Công an Nhân dân.